Đến hẹn lại lên, những ngày giáp Tết Trung Thu, hàng trăm chiếc đèn lồng rực rỡ được treo lên phố Bích Họa Phùng Hưng, Hà Nội, thu hút đông đảo người dân và du khách tới thưởng lãm. Đây là năm đầu tiên mà em đến, thường thì em chỉ thấy trên TV thôi, còn đây là năm đầu tiên mà em được thấy phố lồng đèn này ngoài đời. Thì em thấy nó khác trên TV, nó nhộn nhịp hơn. Năm nay thì trang trí, thứ nhất là trang trí thì rất là tươi sáng và rộn rã hơn, và mọi người đến đây mình thấy cũng rất là đông và vui vẻ ạ. Phố Bích Họa Phùng Hưng là điểm đến quen thuộc được các cặp đôi tới chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm. Không chỉ vậy, đây cũng là dịp để gia đình đưa các em nhỏ tới vui chơi, tìm hiểu về nét văn hóa truyền thống ngày Trung Thu. Năm nào gia đình nhà chị cũng gần đến dịp Trung Thu đều cho các cháu lên các phố Hàng Mã hoặc Lương Văn Can để xem. Mình cũng muốn cho con mình có cái nét văn hóa giữ gìn về sau này đấy. Đêm xuống, những ánh đèn lung linh như ngọn nến, cả con phố Phùng Hưng sáng bừng một góc trời khiến ai đi qua cũng không thể rời mắt.